Em gái Trấn Thành đóng cảnh nóng trong Cô Dâu Hào Môn. Em gái Trấn Thành, Nguyễn Ân hài hước tiết lộ lý do cô được giao vai nữ chính là vì ngay từ buổi đầu casting, đạo diễn Cô Dâu Hào Môn thấy cô phong bạc khi xuất hiện với chiếc xe sang. Đoàn phim Cô Dâu Hào Môn giao lưu với khán giả tại buổi công chiếu. Chiều ngày 14 tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi công chiếu phim Cô Dâu Hào Môn. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, nhà sản xuất Quyêu Vũ và dàn diễn viên chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến bộ phim này. Nguyễn Ân lần đầu đóng cảnh nóng. Cô Dâu Hào Môn lấy đề tài làm dâu nhà giàu, khai thác chuyện môn đăng hộ đối, lối sống cũng như quy tắc của giới thượng lưu dưới góc nhìn hài hước và châm biếm. Để bước chân vào làm dâu giới thượng lưu, Tú Lạc, Nguyễn Ân và gia đình âm mưu lên kế hoạch bài bản, tốn tiền lẫn tốn sức, thổi phồng mọi chi tiết từ tên tuổi đến công việc. Nguyễn Ân giao lưu với khán giả về vai diễn sau buổi chiếu phim. Nguyễn Ân tiết lộ ngay ngày đầu casting, vì xe bị hư nên cô đã mượn một chiếc siêu xe của người nhà. Có lẽ vì đạo diễn thấy tôi phong bạc quá nên chọn tôi vào vai nữ chính, cô hài hước chia sẻ. Lần đầu tiên đóng cảnh nóng trong Cô Dâu Hào Môn, Nguyễn Ân bảo cô học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp, uống rượu để giúp cô lấy cảm xúc cho vai diễn. Cô chia sẻ nhờ có sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ ekip cũng như bạn diễn, cô cảm thấy tự tin hơn và có thể thả lỏng để thể hiện tốt nhất cảm xúc của nhân vật. Biên kịch Nhung Khiền kể khi quay phim, các diễn viên ban đầu không hiểu cụm từ ở phong bạc y và thậm chí có ý định bỏ câu thoại đó. Tuy nhiên, những vụ việc liên quan đến việc ở phong bạc ê tiền từ thiện xôn xao trên mạng xã hội đã khiến cả đoàn phim hiểu ý nghĩa của cụm từ này và nhận ra tầm quan trọng của nó trong bối cảnh câu chuyện. Trailer Cô Dâu Hào Môn để khán giả tự hiểu cái kết của Cô Dâu Hào Môn, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng bày tỏ, để tôi nghĩ cái kết đã đủ rõ ràng. Không cần phải giải thích thêm, khán giả sẽ tự hiểu. Một cái kết mở sẽ tạo không gian để mọi người tự do tưởng tượng. Thu Trang cho biết trong quá trình đóng phim thường xuyên bị Vũ Ngọc Đảng bắt bẻ từng câu thoại khiến cô mất ăn mất ngủ. Vì vai mẹ chồng giàu sang hoàn toàn khác lạ so với tính cách bình dân của Thu Trang. Cô chia sẻ, để làm nghề mười mấy năm, chưa có phim nào đạo diễn bắt thoại đúng từng câu từng chữ. Ngay cả câu ê con ăn cơm chưa, để tôi cũng không được đọc sai chữ nào.